Chào buổi chiều tất cả các bạn, Tracy đã quay lại rồi đây. Hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2018, Tracy đang ở tại Tracy's Home và rất nhớ các bạn. Một thời gian dài Tracy quá bận rộn đi ra ngoài học hành và dường như đã không có video nào upload liên tục cho các bạn trên kênh YouTube của tracyshome.com, trên website tracyshome.com và kênh YouTube Tracy's Home, cũng như fanpage. Ngày hôm nay, trong một ngày hè đẹp như thế này, Tracy cũng thấy rằng mình quá nhiều ý tưởng và không bao giờ cạn ý tưởng để chia sẻ cùng các bạn. Nhưng do mình quá bận và hôm nay Tracy đã quay lại rồi. Video ngày hôm nay Tracy nảy ra ý tưởng là chúng ta luôn luôn làm ở lớp đó là chơi mà học, học mà chơi. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Video ngày hôm nay Tracy mong rằng các bạn hãy luôn đồng hành cùng Tracy. So với những nỗ lực mà Tracy bỏ ra cho các bạn thì Tracy cũng mong được rằng Tracy sẽ nhận lại một chút gì đó. Cái duy nhất mà Tracy mong được nhận lại đó chính là các bạn hãy bỏ ra cho Tracy 5 hoặc 10 phút 10 mỗi ngày học cho chính các bạn. Đó là điều mà Tracy nhận được nhiều nhất. Vì đứng ở vị trí một người trainer, một người đào tạo thì các bạn sẽ nhìn thấy điều vui nhất là nhìn thấy những học viên của mình đạt được và lĩnh hội được và sử dụng được những kiến thức mà mình chia sẻ và đồng hành cùng các bạn ấy. Và Tracy sẽ làm một video clip vui mà học, học mà vui trong ngày hôm nay. Các bạn biết đấy, trong tiếng Việt cũng vậy, có một số từ các bạn sẽ nghĩ là chúng ta sẽ nhớ nó hoài. Ví dụ như từ, có một số từ nó rất là hoành tráng, nó rất là sành điệu, nó rất là amazing. Ví dụ như từ ấy, các bạn thấy từ ấy đi. Ôi hôm nay em ấy quá à. Em muốn ấy bạn ấy một chút. Em lấy cái này em ấy đi. Chị cái ấy á. Thì có rất nhiều cái ấy. Và Tracy là cái người mà thực ra Tracy không giỏi về ngôn ngữ như các bạn nghĩ đâu. Các bạn thấy như vậy tại vì đó là trong quá trình, dù ít dù nhiều chúng ta cũng rèn giũa chính chúng ta. Nhưng mà cái bản năng thì Tracy vẫn lộ ra. Ví dụ Tracy không biết xài thì gì Tracy dùng từ ấy. Ấy như vậy. Thì hôm nay Tracy sẽ nói xuyên qua tiếng Anh, các bạn sẽ thấy là trong tiếng Anh có những thông tin rất thú vị. Học tiếng Anh không phải là các bạn học mà các bạn đang enjoy, thưởng thức tiếng Anh, vì các bạn sẽ bắt được rất nhiều thông tin ở ngoài vào. Và đó cũng là một cách để các bạn giải trí nữa các bạn à. Ví dụ đây, Tracy sẽ cho các bạn 3 thông tin rất thú vị trong tiếng Anh và các bạn thấy chúng ta có thể biết rồi đó, nhưng hãy làm một cách vui, vui mà học, học mà vui. Nào, cái đầu tiên các bạn nghe thử Tracy nhé. Có một cái này các bạn thấy rất là hay, đó là người ta nói một câu này này: the quick brown fox jumps over the lazy dog. Again, Tracy nói lại nhé. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Con cáo màu nâu nhảy qua con chó lười biếng. Tracy đố các bạn, câu này có hàm ý gì? Thực ra, hàm ý của nó không có gì hết. Nghĩa đúng là như vậy luôn. Nhưng cái câu này đã rất là oái âm thay vì các bạn thấy The quick brown fox jumps over the lazy dog. Có nghĩa là con cáo màu nâu nhảy ngang qua con chó lười biếng. Đây là câu chứa tất cả các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh. Thưa các bạn, hy vọng là các bạn nhớ câu này. Và các bạn hãy pause lại và lặp lại theo Tracy câu đó. Và các bạn không những nhớ được một câu hoàn chỉnh với đầy đủ cấu trúc ngữ pháp, mà các bạn biết rằng là đây là câu chứa tất cả các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh. Điều thứ hai các bạn nghe nhé. Nếu các bạn viết ra số ra thành chữ như 1, 2, 3, 4 thì các bạn sẽ không phải dùng chữ cái B nào cho đến khi các bạn chạm mốc 1 billion. If you write down all the numerous words like 1, 2, 3, 4, then you don't have to use any letter B until you reach 1 billion, cho đến khi các bạn chạm mốc số 1 triệu đấy các bạn. Các bạn thấy nó rất là hay không? Tiếng Anh đặc biệt là như vậy. Chúng ta có thể thấy nó rất dễ, nhưng khi chúng ta thấy những điều thú vị thì nó cho chúng ta thấy là tiếng đó là lý do là rất nhiều người yêu tiếng Anh, vì khi các bạn càng học về nó thì các bạn thấy nó rất dễ thương. Cũng như tiếng Việt nói bình thường chúng ta thấy cũng bình thường thôi, nhưng khi chúng ta tìm hiểu được tiếng Việt của chúng ta thì chúng ta phải phát hiện nó dễ thương quá. Rồi, tiếp theo. There are only two words with the end G-R-Y. These are hungry and angry. Chỉ có hai từ kết thúc đuôi là G-R-I. Đó chính là hungry and angry. Có thể rằng trong tương lai người ta sẽ tìm ra thêm, nhưng hiện tại cho đến bây giờ, sau những kiến thức mà Tracy biết được, thì chúng ta chỉ có hai từ này là kết thúc bằng đuôi G-R-I. Đó chính là hungry và angry. Đói và giận dữ. Number 4. I am is a complete
Sentence in English. I am is the shortest complete sentence in English. I am là câu hoàn chỉnh ngắn nhất trong tiếng Anh. Các bạn biết đó. Ví dụ chị hỏi, hey, are you hungry? Các bạn đói không? I am. Đó chính là một câu. I am là một câu cực kỳ thú vị. Hey, em ơi, em có vui không? Are you happy? I am. Thường thì chúng ta nói yes, em đói không? Yes. Thì các bạn có thể dùng từ yes, nhưng mà dùng từ I am là một câu cực kỳ dễ thương khi các bạn hỏi. Thì người ta cứ hỏi mình đói không, giận không, vui không, thì các bạn cứ I am, tôi đấy, tôi đói. Tiếp theo nha, các bạn thấy nha. Pronunciation is the word that mostly people got wrong pronunciation. Cái từ pronunciation là từ bị phát âm sai nhiều nhất trong tiếng Anh. Các bạn không tin thử phát âm lại đi. Từ này có nghĩa là phát âm, pronunciation có nghĩa là sự phát âm. Và các bạn cũng phát âm chính cái từ có nghĩa phát âm này nữa. Và rất nhiều người bị phát âm sai nha. Chelsea nghĩ rằng là các bạn hãy cố gắng tập cái câu này, vì đây là những thông tin thú vị. Chúng ta sẽ cùng đi tiếp theo, những cái tiếp theo nào. Yo, các bạn biết đó. Chelsea đố các bạn, từ tiếng Anh dài nhất chúng ta có thể đánh vần mà không cần lặp lại bất cứ ký tự nào là từ. The longest English word that can be spelled without repeating any letters is uncopyrightable. Đó chính là từ uncopyrightable. Từ uncopyrightable có nghĩa là không có bản quyền. Và nó là một trong những từ tiếng Anh dài nhất. Chúng ta có thể đánh vần mà không cần lặp lại bất cứ ký tự nào. Nhưng các bạn biết đó, còn những từ khác. Nhưng chúng ta chỉ cần nhớ từ này là từ rất thông dụng mà thôi. Còn một lỗi phổ biến nữa là ngày hôm nay Chelsea thấy được rằng là Chelsea cần phải chia sẻ cho các bạn. Tại vì ở lớp Chelsea thấy rất nhiều em vẫn bị lộn, và ngay cả trên thế giới, không phải người Việt chúng ta, người ta cũng bị lộn hai cái từ này, đó chính là từ your and your. You are and từ your. Your có nghĩa là bạn, và you are có nghĩa là bạn là cái gì đó, bạn thì cái gì đó. Thì nếu như các bạn lẫn lộn cái này thì các bạn chỉ cần nhớ một câu này thôi, bảo đảm các bạn sẽ không quên nữa. This is very important, ha? Huh? Cái này rất là quan trọng các bạn này. Very important. If you don't know the difference between your and your, it's because you're spending too much time in front of your television. Nếu các bạn không biết sự khác biệt giữa từ your and your là bởi vì các bạn đã dành quá nhiều thời gian của mình ngồi trước màn hình TV. Thì các bạn thấy nha, người ta đang chế nhạo là vì chúng ta lười, chúng ta không chịu học thôi. Còn từ your and your rất là dễ phân biệt. Và tiếng Việt của chúng ta, người ta thường nói là nó khác hoàn toàn tiếng Anh. Nhưng về cơ bản, các gốc ngôn ngữ đến thường là đến 75-80% nó có cùng một cái gốc mang máng nhau. Cho nên hằng 25% những sự khác biệt quá lớn còn lại chúng ta học vẹt và nhớ thôi. Còn lại là nó cũng mang máng. Chúng ta cứ áp dụng từ ngôn ngữ của cha đưa qua phần lớn nha, còn tất nhiên có rất nhiều cái khác nhau thì chúng ta phải nhớ. Ví dụ như từ your là của bạn thì chúng ta phải nhớ thôi. Sách của bạn, your book. Bạn trai của bạn, your boyfriend. Nhà của bạn, your house. Còn your là mày thì, ví dụ mày thì đẹp, you beautiful. Mày thì đói, you hungry, aren't you? Mày đang đói à, thế không? Và nói đến đây thì Chelsea đói quá, cho nên Chelsea sẽ đi kiếm cơm và ăn buổi trưa nay. Chelsea cảm ơn các bạn rất nhiều. Và nếu các bạn luôn luôn yêu thương và ủng hộ Tracy cùng với sự nỗ lực đang làm cho Tracy's Home, thì các bạn có thể comment, chia sẻ cho các bạn của mình khác nữa biết về Tracy's Home và phương pháp học lý thú này. Và những gì Tracy mong muốn nhận lại đó chính là các bạn hãy luôn dành ra 5 hoặc 10 phút mỗi ngày luyện tiếng Anh của mình. Vì không có một con đường nào mà các bạn không cần một chút xíu thời gian bỏ ra mà các bạn có ngay được. Điều đó sẽ là không bao giờ có. Nào, góp gió thành bão nhé các bạn. Chúng tôi chúc tất cả các bạn luôn yêu thích tiếng Anh và luôn luôn tự tin nói tiếng Anh một cách thanh thạo, tự nhiên, trôi chảy, không gượng ép. Chúng tôi cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày tốt lành. Tạm biệt các bạn.